Vẫn là giọng lễ độ của Vương Nhạn ở đầu dây bên kia, vì quân đội có quá nhiều người ta cần phải tìm kỹ một chút, có tin tức sẽ báo cho ngài ngay. Còn nếu tìm thấy rồi có cần giúp đỡ cậu ta một chút không? Nhẹ nhàng lau miệng, Lục Thánh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Tạm thời không cần, báo cho ta là được, ngươi đi đi. Nghe đầu dây đáp vâng, hắn buông điện thoại ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi, thanh niên cứ thế khoanh tay trên chiếc ghế ăn, đầu gật gù khò khò chìm vào giấc ngủ. Dù mệt mỏi đến mấy, Lục Thánh ở trong mộng cảnh cũng tràn đầy năng lượng. Vẫn như mọi khi, hắn còn vẫy tay chào các bạn xác sống si khất một hôm nhé. Hôm nay đừng oánh nhau nữa, quá mệt rồi, ngày khác đi nhé. Thẳng tiến đến kho thông tin hỏa chủng, Lục Thánh mở ra ngay các bảng dài chuyên về y khoa, xét xem có phương thuốc tăng cường mới không. Dù sao cũng kiếm được khá khá điểm công huân mấy hôm nay, phải tận dụng tài nguyên thôi. Lúc đang ngáy khò khò ở bên ngoài, có bàn tay ai đó đập mạnh xuống bàn đầy ngạc nhiên. Cái gì? Sức mạnh cấp 12 rưỡi à? Ông trưởng bộ tư lệnh chiến khu số 9 đứng bật dậy đầy thẳng thốt hỏi lại chuyện mình vừa mới nghe. Lời nói của hạ thượng tướng thì đương nhiên rất đáng tin cậy, chẳng qua tin tức quá mức chấn động. Định Quân cũng chẳng vội nghiêng người nhắc lại. Vâng, ta đã xác nhận chuẩn xác, đúng là chiến lực của đại tông đỉnh cấp vượt xa ta. Trên khuôn mặt đầy vết sẹo ánh lên nét tự hào. Trưởng tư lệnh cười vang, gút gút gút, cuối cùng cũng có tin tốt rồi. 19 tuổi, chiến lực 12 sao rưỡi, đủ để hoàn toàn đập tan mọi nghi ngờ trước đây của quân đội, đúng là một nhân tài có đủ tư cách để đột phá võ thánh. Ông ta siết tay đầy khoái trá hỏi cấp dưới, sư đoàn 1182 của Du Phi Dực đã trở lại chưa? Thay ta khen thưởng hắn thật tốt vì đã tìm được một thiên tài sáng giá như vậy cho quân đội chúng ta. Ha ha ha, ngày quân khu số 9 mừng rỡ với tin tức mới, thì cũng có kẻ đứng giữa khu phố nơi này reo vang đầy thích chí. A, à, quân khu thân yêu của ta, Tần Thiếu Quân trông không khác gì một tên nhà quê mới lên phố giải ngố, nhảy nhót khắp nơi trông như khỉ đột. La lối, cuối cùng ta cũng về rồi, nhớ mọi người quá đi. Cúi gầm mặt, Đồng Tinh Tuyết chẳng ngại ngần gì bày tỏ sự ghét bỏ lẫn xấu hổ, chỉ muốn tránh xa ông tướng này. Đợi nhảy nhót chán chê, Đồng Tinh Tuyết lại chịu đựng cái vẻ loi choi của tên đồng nghiệp đang phẩy phẩy vai áo tự ngửi mình. Dạo này người cũng bốc mùi rồi, lát nữa chúng ta về nhà tắm rửa đã nhé. Cô đang muốn bỏ đi thật sự chợt nghe giọng Thiếu Quân hỏi mình. Rồi tối nay cùng tìm Lục Thánh ăn cơm, thế nào? Chỉ là thêm một người ăn cơm cùng thôi mà đã thu hút được sự chú ý của Tinh Tuyết. Cô ta ôm lấy mình so vai bước ra khỏi khu phố, ngập ngừng. Ta không đi đâu, ngươi đi với hắn đi. Cái tên ngốc Thiếu Quân này chỉ giỏi la lối chứ có nắm bắt được tâm lý phụ nữ đâu. Anh ta chạy theo hỏi sao thế? Hà hà hà, không nhận được câu trả lời bèn khoanh tay. Từ sau lưng cô hét toáng lên, Đồng Tinh Tuyết, ta thấy dạo này ngươi rất lạ đấy. Từ khi Lục Thánh đến quân khu đã như vậy rồi. Không đúng, phải nói là từ khi Lục Thánh tham gia đại hội võ đạo toàn quốc thì đã bắt đầu rồi. Thấy cô đứng lại, Tần Thiếu Quân ra giả như một cái máy, cứ mỗi lần nhắc đến Lục Thánh thì ngươi lại kỳ kỳ. Anh ta tiến đến chỗ Tinh Tuyết từ khi nào, đặt tay lên vai cô thỏ thẻ. Đừng quên, chúng ta là thanh mai trúc mã đấy, từ nhỏ đã chơi đùa với nhau rồi. Nói thật với ta đi, có phải ngươi thích Lục Thánh không? Bàn tay Tinh Tuyết bất giác siết chặt như nghe hỏi câu gì khó lắm vậy. Bất thình lình cô quay phát lại mắt long lên đầy dữ dằn rồi chĩa một thứ đồ nhọn gì đó vào cổ Tần Thiếu Quân. Ngươi còn nói linh tinh nữa thì ta khâu miệng ngươi lại đó. Định nói chơi thôi mà người ta làm thiệt kìa. Thiếu Quân méo hết cả mặt, hung quá đi, có gì từ từ đi chứ. Thấy Tinh Tuyết quay đi không thèm để tâm mình nữa, anh ta vội chạy theo vớt vát. Có điều lời nói ra toàn quỷ gì vớ vẩn không thôi. Ôi giời, thật ra ngươi cũng đừng giấu ta, ta từng hẹn hò không ít cô gái cũng có vài đứa con riêng rồi. Thấy cô khựng lại, Thiếu Quân tưởng mình nói đúng lại bồi thêm. Ngươi nghĩ ta không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của ngươi sao? Không quay lại nhưng sắc khí đùng đùng bao quanh người Tinh Tuyết. Phi tiêu lờ lửng ngay bên cạnh người cô như một lời cảnh cáo mà cái tên ất ơ kia có thèm để ý đâu. Đến lúc thấy cả chục cái đang làm lao về phía mình mới hết cả hồn. Ôi ôi, ngươi đừng giận thật mà. Đám phi tiêu phóng đến nơi lại quay về với chủ. Đột nhiên nghe giọng Đồng Tinh Tuyết, thích thì đã sao mà không thích thì lại thế nào. Cô đứng khoanh tay dưới nắng chất vấn tên bạn lắm mồm nhưng toàn bộ phi tiêu đã biến mất. Hỏi một câu nước đôi như thế nhưng thanh mai trúc mã là Thiếu Quân đây lại quá hiểu. Anh ta làm bộ thở phào nhẹ nhõm vẫn cứng đầu khuyên nhủ. Vậy mới đúng chứ, hãy thành thật với bản thân mình một chút, nếu thích thì cứ nói với hắn đi. Người có tiềm lực mạnh như Lục Thánh, bên cạnh ngươi ngoài ta ra thì còn tìm được mấy người như thế nữa. Rõ ràng là thấy Tinh Tuyết đang sắp nổi cơn tam bành rồi mà cái miệng cứ nói bay bẩy không thôi. Thiếu Quân chạy lăng xăng bên cạnh cô nói đủ hết cả. Ô, ngươi đừng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình lớn tuổi hơn hắn, thiên phú võ đạo không bằng hắn sao? Tính tình lại không tốt, nắng mưa thất thường, mọi mặt đều không xứng với hắn nên tự ti. Tần Thiếu Quân, cô nghiến răng gọi tên anh ta vài lần mà thấy chẳng có tích sự gì. Bèn thở dài một hơi, thôi thì cũng nói thật cho rồi, hỏi dồn nhiều quá khéo lại nói bậy bạ thì mệt. Định ăn nói xà lơ thôi mà nghe cô bạn thấp giọng, đúng là có một phần nguyên nhân. Tần Thiếu Quân nhìn cô mãi một lúc rồi dí sát bản mặt của mình vào Tinh Tuyết tra hỏi. Trời ạ, ngươi nghiêm túc thật hả? Ta chỉ định trêu ngươi một chút thôi mà. Anh ta quay người lại xoa xoa cái trán như nghe chuyện gì gây đau nhức lắm. Hắn là học trò của ngươi đấy, ngươi biết hành vi này gọi là gì không? Hai má Tinh Tuyết đỏ bừng, nào ngờ cái tính cợt nhả của kẻ kia chẳng bỏ được. Rất nhanh anh ta đã nhào qua chỗ cô bạn làm bộ thầm thì to nhỏ. Chuyện này có thể vào khu quốc sản luôn rồi đấy,
đúng là trêu đến chết mới thôi. Đồng Tinh Tuyết nhảy vào túm tóc Thiếu Quân mà giật mà đánh ngay. Dám trêu người ta như thế hả? Đi chết đi. Hai ông bà này vào tuổi trung niên rồi mà như hai đứa con nít. Tinh Tuyết và bôm bốp mấy cái rồi rượt Thiếu Quân chạy té khói cả một con phố dài. Từ xa đã nghe giọng anh ta bay bải. Ôi ôi à, đại tỷ, ta sai rồi, ta đùa với ngươi thôi, đừng đánh nữa. Ta tin ngươi mới là lạ ấy. Đồng Tinh Tuyết đang chuẩn bị phóng lớn tinh thần lực của mình lên tóm lấy tên mất nết này. Thiếu Quân đã chạy không nổi mà thở phù phù trong mệt cực, đang định đấm cho một cái bõ ghét. Anh ta đã ngã ra đất miệng hô lớn, đừng đánh ta nữa. Cá nhân ta ủng hộ hai người đến với nhau hai tay hai chân luôn. Đây còn minh họa đủ tứ chi cho uy tín. Đột ngột anh ta dừng lại dùng giọng chân thành nói với cô bạn mình. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chút chênh lệch tuổi tác này chả tính là gì cả. Tông sư hơn 100 tuổi cưới nữ sinh trung học 18 tuổi đã sớm không được tính là tin mới nữa. Một lát sau hai người đến gần máy nước tự động, nhìn lon nước lan ra ở khe cửa vẫn là giọng của Thiếu Quân cất lên trước. Thành thật mà nói nha, thật ra ta nghĩ hai người rất hợp nhau ấy chứ. Anh ta sảng khoái dốc lon nước ọc ọc vào miệng cười cười bảo. Lúc trước ở trại huấn luyện, không hiểu sao ta lại cảm thấy hai người có tướng vợ chồng. Lại làm nhà mấy chuyện đó rồi, bị Tinh Tuyết lường cho cháy cả mặt. Có phải ngươi thật sự muốn chết không? Nhưng cái mặt của anh ta lúc này là nói thật sự nha. Đừng mà, ta không nói đùa đâu. Thế này nhé, để ta đi thăm dò ý của Lục Thánh xem sao, ta cảm giác hắn cũng có ý với ngươi đấy. Hai má Tinh Tuyết ửng hồng cảm giác như có cơn gió xuân nào vừa tràn vào trong tim. Hơn nữa, nói thật lòng nhé, trên đời này làm gì có cậu học trò nào mà không thích cô giáo Thảo của mình chứ. Dù mấy lời này nghe cũng thích thật, thật lòng cô cũng thích thế. Nhưng đột nhiên lại cụp đôi mắt xanh tuyệt đẹp xuống, nhìn nơi cô áo có viên đá phản chiếu ánh nắng mặt trời. Tay mân mê thứ đó giọng Tinh Tuyết nghe trầm hẳn, thôi bỏ đi, không có khả năng đâu. Ngươi không thử thì sao mà biết được, sợ bị từ chối mất mặt à. Yên tâm đi, có ta ở đây thì không đời nào thất bại được. Tự dưng giọng cô nghe trầm buồn hẳn, không phải ý đó, bọn họ sẽ không đồng ý cho ta và Lục Thánh ở bên nhau đâu. Tần Thiếu Quân lờ mờ hiểu ra, mặt anh ta tái theo vì người mà cô nhắc đến đương nhiên mình có biết. Bọn họ, ngươi nói là hai anh trai của ngươi à? Anh trai của Đồng Tinh Tuyết, một người có thực lực đại tông sư đỉnh cấp đệ nhất diệu của quân khu Trung Bộ. Một người khác 16 tuổi đã được Võ Thánh Siêu Việt Thu làm đồ đệ, 25 tuổi đã trở thành đồ đệ quan môn thứ ba một hạt giống võ thánh tiềm năng. Tuy rằng chúng ta cùng cha khác mẹ, nhưng bọn họ đối xử với ta chẳng khác cùng cha ruột. Từ nhỏ đã bảo vệ ta, lúc nhỏ ngươi cũng không ít lần bị bọn họ đánh đâu. Nghiêm túc suy nghĩ thì Thiếu Quân thấy cô bạn mình nghĩ thế cũng hợp lý đấy. Nói cũng phải, ta cũng bởi vì hai vị anh vợ này mà chưa từng dám có ý nghĩ gì với Đồng Tinh Tuyết. Dẫm lên cái ghế anh ta nhất quyết không buông chuyện này dễ dàng. Dù sao thì bảo bọc em gái quá mức cũng là bệnh đấy. Tìm thời gian bảo anh trai của ngươi đi khám bác sĩ đi, quản nhiều thật. Cô chìa một mảnh giấy ra cho Thiếu Quân nhìn, xem ra ngươi có thể tự mình nói chuyện với bọn họ rồi. Anh hai ta vừa nhắn tin cho ta, hắn sẽ đến quân khu thăm ta trong vài ngày tới. Cái gì, Đồng Thắng Y muốn đến quân khu Đông Bộ? Thiếu Quân tròn cả mắt không muốn bị gặp bất chợt, nhưng bỗng nhớ ra còn có sự kiện khác. Đúng rồi, nếu bọn họ gặp Lục Thánh nói không chừng sẽ đồng ý đấy. 19 tuổi đã là thiếu niên tông sư rồi còn chưa đủ xuất sắc à, còn muốn thế nào nữa? Chừng đó không khiến Tinh Tuyết cảm thấy vui vẻ hơn chút nào cả. Bọn họ đã nói với ta rồi, gia thế và thực lực võ đạo đều phải được bọn họ thừa nhận mới được. Tính cách của ta, ngươi cũng biết rồi, đã là chuyện không có kết quả thì hà tất phải để nó xảy ra làm gì. Lặng một lúc, Thiếu Quân cũng trầm ngâm theo lời bi quan của cô. Rồi anh ta bóp chặt lon nước đặt dầm nó xuống bàn dứt khoát tuyên bố. Không, nhất định sẽ có cách, đờ mờ cái gia tộc gì thế này. Nếu ta trở thành võ thánh nhất định sẽ ban hôn cho ngươi và Lục Thánh. Đến lúc đó xem hai người Đồng Phá Thiên và Đồng Thắng Y có dám ho he tiếng nào không. Không muốn nói nữa, Đồng Tinh Tuyết đứng dậy, ngươi nhập tông sư trước đã rồi nói tiếp. Cô lướt qua Thiếu Quân thầm thì, nhưng mà cảm ơn ngươi nhé. Tiếng cảm ơn nghe thật là buồn, khiến một người nội tâm tràn đầy năng lượng như Thiếu Quân cũng buồn theo. Anh ta đứng trong gió xào xạc không quay lại nhìn Tinh Tuyết nhưng tay siết chặt. Cảm thấy sự khó chịu không thôi, đùa giỡn ban nãy với Đồng Tinh Tuyết thì vui lắm. Mà một hồi sau đứng dựa lưng vào tường, Thiếu Quân liền đốt ngay một điếu thuốc trầm ngâm. Anh ta ngỗn ngang thở phù ra một hơi khói trắng xóa đầy bất mãn. Tinh Tuyết tuyệt vời như cô giáo xinh đẹp yêu học sinh, thế mà lại còn có kịch bản nát thế, dám nhúng tay vào ngăn cản nữa, thiểu năng thật sự. Đương thở dài, Thiếu Quân nghe tiếng bước chân rầm rập của cả mấy chục người lướt nhanh qua mình. Ai nấy trông có vẻ gấp gáp còn hất tay gọi nhau. Mau mau mau, vẻ mặt lại hớn ha hớn hở như đi chảy hội. Làm sao một người ham vui như Thiếu Quân lại bỏ qua cơ hội này cho được chứ? Làm gì vậy sao gấp thế? Anh ta chụp ngay lấy cánh tay một thanh niên vừa chạy ngang qua mình để hỏi chuyện. Người ta đang gấp, vừa quay đầu định chửi thằng bố nào cản trở liền nhận ra là Tần Thiếu Quân. Nghiêm chỉnh đưa tay lên chào báo cáo liền, bẩm báo trưởng quan. Nghe nói chiến khu số 9 của chúng ta vừa có một thượng tướng 12 sao mới, nhảy thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tướng tinh, thậm chí còn lọt vào top 7 của bảng xếp hạng chung nữa chứ. Bọn ta đang trên đường đến tận nơi xác nhận, hả, à, thật hay giả vậy? Thiếu Quân hứng thú búng véo điếu thuốc trên tay mình đi, bảo người ta đi cùng mình cùng đến xem nào.
chuyện này tuyệt ghê, giống như xuất hiện người nổi tiếng đến từ quê nhà mình vậy, ít nhiều gì cũng thấy có chung vinh dự. Thiều Quân chuẩn bị tâm lý tung hô kẻ đó rồi, nhưng khi đến nơi thì lại hoang mang tột độ đến vãi mồ hôi đầm đìa không thôi. Cũng tại cái tên chễm chệ trên bảng không ai xa lạ chính là Lục Thánh. Trên tấm bảng xếp hạng tướng tinh chiến khu số 9 rõ ràng ghi cái tên Lục Thánh nổi bần bật với 12 sao rưỡi chiến lực, công huân 300 vạn, xếp hạng bảng tướng tinh thứ nhất, xếp hạng bảng trung thứ tư. Thiều Quân đọc mà méo hết cả mặt, nhắc đi nhắc lại mãi, thứ nhất bảng tướng tinh, thứ tư bảng trung, chiến lực 12 sao rưỡi, hơn 300 vạn công huân. Tên kia đứng sau nhiều chuyện thêm vào, trời ơi trời đại nhân, ngài có biết không? Sự tích của Lục Thánh này thật sự rất ghê gớm. Nghe nói hắn vừa nhập ngũ chưa đầy một tháng đã ra chiến trường rồi. Một mình giữ vững tuyến phòng thủ của hầm mộ cấp 2A của sư đoàn 835, nghe nói còn kiên cường giữ vững tuyến phòng thủ đang sụp đổ trong suốt nửa tháng trời. Nói hăng quá văng véo một miếng nước bọt to tổ bố vào giữa mặt Thiều Quân. Mấy lời sau đó của anh ta nghe tắc nghẹn, chuyện kỳ phải không sếp? Từ từ áp sát để xem anh ta có phát hiện không, mà Thiều Quân còn đưa tay lên giờ giờ thật, đúng là khá huyền thoại đấy. Anh ta ném cả vốn lẫn lời vào mặt cái tên kia, trả về cho khổ chủ còn nở nụ cười cà khịa. Mặc kệ người ta ôm mặt chạy đi, trong lòng Thiều Quân lúc này nở hoa rực rỡ. Lúc nãy mới nói chuyện với Đồng Tinh Tuyết xong, bây giờ đã có cách giải quyết rồi đây này. Ây da, thế này mà vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu vớ vẩn của ông anh đây à? Hê hê, Thiều Quân cười khoái chí, lôi điện thoại ra bấm vào số điện thoại của Đồng Tinh Tuyết. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta đã cười he he đừng hỏi tại sao nhé. Tắm rửa sửa soạn xong lập tức đi ăn cơm với Lục Thánh, cô không thể tưởng tượng được đâu có một chuyện lớn xảy ra rồi ha ha. Bắt Thiều Quân phải giữ bí mật khó thật đấy, anh ta chỉ muốn mau mau nói cho cô bạn mình biết chuyện động trời này thôi. Ở trụ sở quân khu số 9 tấp nập người ra kẻ vào, lại có một bóng người mặc đồ chỉ huy đứng trầm ngâm một lúc lâu. Trông suy thế này là bởi lâu lắm rồi Du Phi Dực mới đến đây, hôm nay lại còn được gọi đến bất ngờ. Tư lệnh lại đích thân tiếp kiến mình, đây là một vinh dự lớn lao. Lần trước gặp tư lệnh là ở buổi lễ nhậm chức 8 năm trước, bảo sao lần này Du Phi Dực được gọi đến không lo lắng. Có việc gì mà họ lại gọi mình chứ, quan trọng cỡ lễ nhậm chức không? Cánh cửa trước mắt mở ra là Hạ Định Quân tự đích thân ra đón Phi Dực, còn vẫy vẫy tay gọi ông vào với vẻ thân thiết. Vào đây đi, lâu không gặp mà thái độ như vậy lạ quá còn gì. Du sư tọa tuy vẫn gật đầu, vâng, tuân lệnh, nhưng trông vô cùng cảnh giác, không biết chuyện gì đang chờ đón mình phía trước nữa. Chỉ xuống tập tài liệu trên bàn giữa hai người, Định Quân cất giọng vui vẻ, lần này ngươi làm rất tốt. Khi đó Du Phi Dực còn không hiểu, nghĩ chỉ là câu khen xã giao bèn khách sáo đáp lại, đều là nhờ tư lệnh chỉ huy tốt mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến ta, là do ngươi có con mắt tinh tường có công tiến cử. Nghe như tin sét đánh bên tai, Du Phi Dực mở tròn con mắt chẳng hiểu tư lệnh vừa nói ý gì. Chẳng lẽ tư lệnh tiếp kiến ta không phải vì lần này phòng thủ chiến tuyến có công sao? Con mắt tinh tường, tiến cử, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Chia tập tài liệu trên bàn cho Du Phi Dực xem. Thượng tướng không giải thích gì nhiều, chỉ bảo ngươi xem rồi sẽ hiểu thôi. Ban đầu ổng còn ngờ ngợ, nhưng khi cầm quyển tập ấy lên thấy trang nào cũng có cái tên Lục Thánh, mới ngỡ ngàng mà lật toàn bộ trang. Chuyện này quá con mẹ nó biến thái rồi. Trên đó ghi chi tiết hắn một mình giữ vững chiến tuyến số 23 trong 9 ngày. Theo thống kê chưa đầy đủ, Lục Thánh đã tiêu diệt hơn 350 con dị thú cấp 7, 7600 con dị thú cấp 6, chốt nội dung kiểm tra thực lực chiến lực 12 sao rưỡi, khiến đôi mắt của Du Phi Dực như muốn lồi ra, đỉnh đỉnh cấp, đại tông đỉnh cấp sao. Bốn chữ này như đập vào thần thức của Du Phi Dực, ông ta không thể nào tin được dù là chính mắt mình đọc, hốt hoảng đứng bật dậy. Lắp ba lắp bắp, tư lệnh ta, Hạ Định Quân cười hiền bảo ngồi xuống trước đi. Bình tĩnh, lúc ta biết chuyện này cũng rất bất ngờ, cho nên thái độ của Du Phi Dực cũng là rất dễ hiểu. Du thiếu tướng, lần này ngươi nhận người có công. Hạ Định Quân chạm tay lên vai ông ta khích lệ, tìm được một thiên tài kinh người cho quân khu Đông Bộ ta, chưa để Du Phi Dực hết bàng hoàng. Ông đã tuyên bố, từ nay ngươi sẽ phụ trách thống lĩnh 3 sư đoàn 118, 28, 35 và 794, quân hàm cũng được nâng lên một cấp. Từ hôm nay sẽ hưởng đãi ngộ trung tướng, chuyện tốt đột nhiên rơi xuống đầu làm Du Phi Dực đứng gần cả ra. Bây giờ không biết nói giờ hơn một câu, cảm ơn tư lệnh. Trời ơi, mình cứ tưởng Lục Thánh chỉ nói đùa thôi. Lúc đó hắn cười cười qua điện thoại với vẻ chẳng đáng tin mấy. Ta hiểu rồi, yên tâm đi sư tọa, sau này ta thành võ thánh nhất định sẽ cất nhắc ngài tử tế, tạm biệt. Lời nói như tầm đã làm ổng chẳng để tâm, nào ngờ giờ đây nó thành sự thật rồi, thật sự cất nhắc mình rồi à. Lúc đó, ở nhà Lục Thánh trong quân khu số 9 có lính canh cẩn mật bên ngoài. Hắn vào nhà vệ sinh, xả nước đầy bồn rửa mặt rồi chăm chú đứng trước tấm gương lớn, cho tay vào miệng kéo mạnh ra xem bộ nhá ở bên trong. Lục Thánh xem răng rất kỹ từ ngoài vào trong, còn dùng tay gõ cách cách lên trên như xem độ cứng. Sau khi xác định toàn bộ đều là răng mới mọc, hắn ban đầu có ngạc nhiên sau đó lại hài lòng. Hàng tinh bất diệt quyết có ghi chép, dựa theo số lượng tế bào bất hủ không ngừng tăng lên, cấp độ sinh mệnh của mình cũng sẽ không ngừng biến đổi. Từng tế bào bất hủ được Lục Thánh tạo ra sẽ tạo ra xương, mô và những bộ phận khác trong cơ thể theo dạng bất hủ, không đơn thuần như cơ thể con người lúc trước nữa. Đến cả răng cũng mọc lại từ khi tế bào bất hủ đầu tiên được sinh ra, hình như mình đã bắt đầu bước chân vào cảnh giới của một dạng sinh mệnh siêu phàm nào đó.
sắp tới rất có khả năng ngoài răng, Lục Thánh còn xuất hiện nhiều thứ mới và mạnh mẽ hơn các bộ phận đã có trước đó. Hắn lau mặt thầm nghĩ bản thân chỉ hy vọng đừng biến thành hình dạng khác người là được rồi. Nghĩ đến đám nhà nghiên cứu sẵn sàng chế tạo ra đủ các loại chất nhằm cải tiến cơ thể và tăng sức mạnh, Lục Thánh biết ngay mình không phải thể loại đó. Mình không phải kiểu người điên cuồng vì võ đạo. Vì võ đạo mà cái gì cũng có thể vứt bỏ rồi biến thành hình dạng người không ra người, ma không ra ma. Chỉ có một điều khiến Lục Thánh hứng thú, chính là dịch tủy dị thú có tác dụng tẩy sạch những ô uế trong cơ thể và đưa các tế bào của hắn lên tầm cao mới. Nâng cấp lần này cần rất nhiều dị tủy dịch, không biết Công Huân đã thống kê xong chưa? Chắc là đổi được không ít đâu nhỉ? Đang thoải mái nghĩ về cách tiêu xài điểm Công Huân, Vương Nhạn xuất hiện ngay đằng sau khẽ gọi, "Lục thượng tướng, Công Huân của ngài đã được thống kê xong, đây là chi tiết đổi Công Huân." Đưa bảng cho hắn xem, Lục Thánh nhận ra mình có điểm Công Huân thật khủng, hơn 380 vạn Công Huân luôn đấy. Một phần dị tủy dịch cấp 7 chỉ cần 10 vạn Công Huân cũng được đấy. Hả? Mật kim đắt vậy sao? Một giam cần tới 1.000 Công Huân. Mình chỉ đổi được chưa đến 4 cân không đủ để đổi cán thương cho xích tinh Long Văn thương nữa chứ. Vương Nhạn ở bên cạnh giải thích, mật kim là tài nguyên quý hiếm quân đội cũng dự trữ rất ít, không đủ để chia cho các tướng lĩnh. Không giống dị thú liên tục có hàng. Anh ta nở nụ cười cho Lục Thánh hay, nhưng tư lệnh đã nói rồi, dù Lục thượng tướng không đủ Công Huân cũng không sao. Ngài có thể tiêu thêm 1.000 vạn Công Huân nữa. Hắn nở ngay nụ cười biến thái đầy thích thú, còn có chuyện tốt như vậy nữa hay sao hí hí. Tầm này mà ngại là hại bao tử, Lục Thánh háo hức vậy phiền ngươi sắp xếp giúp ta đi, ta muốn rèn một thân trường thương cấp 7. Vật liệu chính dùng mật kim, hạn mức 1.380 vạn công huân. Số còn lại đổi hết thành dị tủy dịch cấp 7 nhé. Chợt Lục Thánh nhìn bảng hỏi thêm một câu, à đúng rồi, có dị tủy dịch cấp 8 không, không thấy ghi trên này. Dị tủy hắn chỉ có thể hỏi chứ không thể tự mình chiết xuất, nhưng có bản đồ mật ngân trong tay xem ra vẫn phải tự mình mò mẫm thì mới ổn. Nói đến chuyện dị tủy cấp cao, Vương Nhạn đột nhiên sượng chân. Chuyện này, dị tủy dịch cấp 7 theo kỹ thuật hiện tại không thể loại bỏ hoàn toàn nhân tố tiêu cực của dị thú. Dị tủy dịch cấp 8 càng nghiêm trọng hơn, hiện tại quân đội chưa có ai có thể hấp thụ trực tiếp, cực kỳ dễ gây ra các tác dụng phụ. Bởi vậy mới có chuyện khả năng hấp thụ dị tủy của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Sơ suất có thể gây ra biến dị nghiêm trọng, hóa thành một con tiên cá cơ bắp với khuôn mặt xấu kinh thiên động địa chẳng hạn. Lục Thánh chẳng bận tâm lắm, chỉ nhìn Vương Nhạn nói đơn giản. Không sao, lấy cho ta 5 ống. Vương Nhạn cúi đầu nhận lệnh, nhân tiện thông báo giá là gấp 10 lần cấp 7, ta sẽ cho người sắp xếp ngay. Tự dưng Lục Thánh thấy con khỉ nghèo đeo bám theo mình ngay, gấp 10 lần. Hắn ú ớ hẳn ra chỉnh ngay lại, vậy thôi, lấy ít một chút lấy một ống thử trước đã. Đương nhiên quản gia của hắn cũng đồng ý, thượng tướng ta cũng đã điều tra được thông tin của Lưu Khải Minh, có cần bọn ta đặc biệt quan tâm không? Hắn suy ngỡ một chút rồi đồng ý, đừng để cậu ta lên những chiến trường tuyến đầu quá nguy hiểm là được. Ký ức lúc còn ngồi mài mông ở trường cấp 3 đột ngột hiện trong tâm trí Lục Thánh. Cậu bạn mập mạp quan tâm hỏi, này thánh tử, lại gặp ác mộng à, đi chơi game không? Lúc đó hoàn toàn là hai thằng bạn cấp 3 hắn thoải mái không đi, tâm trạng không tốt về nhà đây. Chính vì những ký ức khi đó Lục Thánh đã hạ quyết tâm. Mình cũng chẳng phải thánh nhân, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ trong khả năng cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu có ai nói mình thiên vị thì cứ để bọn họ nói. Đột nhiên chuông điện thoại reo inh ỏi như cài riêng cho người điếc nghe. Trên màn hình trắng trơn là mấy chữ số, không rõ ai đang gọi đến. Tuy cũng thấy lạ nhưng chẳng mấy ai biết số của mình, hắn liền bắt máy nghe giọng ngọt ngào từ bên kia gọi mình. Lục Thánh, ta là Đồng Tinh Tuyết đây, chưa gì tâm trạng của hắn đã được thả lỏng, cả người thư thái dễ chịu. Thì ra là Đồng giáo quan, có chuyện gì à? Cô đáp, tối nay ta và Tần Thiệu Quân muốn mời cậu đi ăn cơm, cậu có rảnh không? Nụ cười nở rộ ngay trên môi Lục Thánh, hắn đồng ý ngay, 8 giờ nhé, hai người chọn chỗ nhé. Nói ngắn gọn thế thôi mà khi cúp máy, hai má Lục Thánh đã đỏ bừng, nhìn màn hình điện thoại lưu luyến không rời. Hắn nhận ra với khả năng kiểm soát cơ thể hiện tại của mình, không ngờ chỉ vì một cái tên mà xuất hiện tình trạng tim đập nhanh khó giải thích được. Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp bên dưới làn tóc trắng của Đồng Tinh Tuyết, Lục Thánh nghe nhịp tim đập thình thịch cùng cảm giác hồi hộp rõ rệt của mình. Cuối cùng cũng thừa nhận cơ thể không thể lừa dối được, có lẽ đây chính là định mệnh. Đã kết thúc tập 132 và 133 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không đến vạn năm sau rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.